chào. À, cứ khách tìm gì khác. À, vâng, tôi muốn mua thuốc nhuộm. Ừ, vừa đúng lúc chúng tôi mới nhập về rất nhiều nhuộm tóc mới. Bạn thật là may mắn đấy. Ừ, thuốc nhuộm mới nhất ư? Vâng, thuốc nhuộm mới nhất. Brand new. Thuốc nhuộm ngoài đằng này. Xin cảm ơn, để tôi xem nhé. Vâng, hay là để tôi giới thiệu cho nhé. Sản phẩm này, sản phẩm này rất tốt. Ồ, nhìn hay đó. Ừ, sản phẩm này không làm hại tóc, lại còn rất thơm nữa. Nhưng mà không có màu hồng ngứ. Tôi đang tìm màu hồng. Đây là màu nâu mà. Màu hồng nhỉ? Muốn tìm màu đặc biệt à? Xin đợi một lát ạ. Để tôi xem lại có hay không. Sản phẩm mới nhất là thuốc có màu hồng này. Đây chính là màu tôi muốn mua. Vậy là hay quá. Thuốc nhuộm màu hồng này, màu này đẹp quá. Soda chắc sẽ thích lắm đây. Tóc bạn dài nên phải cần hai lọ đó. Bạn có muốn mua loại này nữa không? À, không phải tôi nhuộm mà là tôi mua cho bạn tôi. Bạn của bạn á? Bạn của bạn sắp phải cần tẩy tóc đấy. Tẩy tóc á? Nếu tóc bạn ấy sáng như màu tóc của bạn thì nhuộm ngay thuốc nhuộm màu hồng này là không sao. Bạn ấy tóc màu đen mà. À, nếu thế thì màu đen thì bạn phải nhuộm màu hồng đến mấy cũng không có tác dụng gì đâu. Không có tác dụng gì ư? Cứ làm thử đi thì sẽ biết hết. Vậy thì phải làm sao? Phải tẩy màu tóc. Tẩy tóc như thế nào? Phải dùng thuốc tẩy này thì mới tẩy tóc màu đen được này. À, sau đó mới bôi thuốc nhuộm màu hồng này vào là được đúng không? Bôi thuốc nhuộm khoảng 20 phút, sau đó bôi thuốc nhuộm màu hồng, đợi 20 phút là xong hết. 20 phút. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ mua nhé. Vâng, nhưng mà nhuộm tóc thì sẽ khô sơ lắm đấy. Bạn không sao chứ? Đây là thuốc sữa, nó sẽ giúp tóc bạn không bị khô sơ đấy. Thế nào, bạn muốn mua cả cái này nữa chứ? Hơi đắt nhờ. Nhưng mà giúp cho tóc Sora khỏe thì tốn tiền tí không sao. Cho tôi đi ạ. Có cả thuốc dưỡng tóc. Với lại khi nhuộm tóc, bạn đã có những dụng cụ cần thiết chưa? Dụng cụ? Bạn chẳng biết cái gì thế nhỉ? Khi mà nhuộm tóc thì ví dụ như là cần găng tay, lục nhuộm này. À, tôi tưởng trong này là có hết chứ. Không phải, ở trong đây có hết à? Không có đâu, chỉ có mỗi thuốc nhuộm thôi. Hết. À, vậy thì tôi mua cả cái đó nữa. Đây, mua cái này là được. Đây là dụng cụ nhuộm tóc. Vâng, xin cảm ơn. Mình phải mua cả cái này nữa. Vâng, tính tiền cho tôi đi. Để tôi tính tiền cho nhé. Vâng, đây ạ. Tích. 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 Hết. Tích. Hết. Tất cả là 3 sản phẩm mất 52.000 đồng. Cảm ơn ạ. Thanh toán đã xong, tôi đã gửi bạn hóa đơn thông minh rồi đấy. Hết. Vâng, cảm ơn ạ. Tạm biệt nhé. Cảm ơn nhé. Yo, what's up Vicky? Thayla đến rồi à? Cậu đến khi nào vậy Soda? Tôi vừa mới đến. Vicky đâu? Vicky bảo là đang đến á. Vậy thì tôi nhuộm tóc trước cho cậu nhé. Nhuộm tóc á? Chan, tôi đang mua thuốc nhuộm cho cậu nè. Cậu nói là muốn nhuộm tóc mà, cho nên tớ đã chuẩn bị rồi này. Màu gì thế? Bí mật, tớ sẽ nhuộm tóc cho cậu theo màu tớ thích. Muốn thử không? Nhuộm tóc theo ý bạn thích á? Thử thách, mong đợi quá. Đầu tiên, mình sẽ tẩy tóc nhé. Đây là một bộ nhuộm tóc. Đeo găng tay vào nào. Đeo găng tay trước là biện pháp an toàn. Làm như thế này. Lấy dụng cụ ra. Xong rồi. Bây giờ bắt đầu tẩy tóc nào.
Lấy lọ tẩy tóc giáp. Đây là màu tóc. Đây là thuốc tẩy tóc nên phải bôi thật đều. Tẩy màu tóc đi như tới đây này. Bôi xong rồi, xịt tóc lại. Đợi trong 20 phút. Bạn muốn xem tạp chí không? Không sao đâu ạ, tôi chơi điện thoại. Cảm ơn ạ. Vâng. Đã có hơn 4.000 fan Noki đăng ký kênh này nên bạn muốn nhuộm tóc cho mình đúng không? Ừ, đúng rồi. Mình đã mua thuốc nhuộm ở quán Omayong đấy. Đã có rất nhiều fan thích video trang điểm nên hôm nay mình thử làm ý tưởng này. Yo, hay quá! Nếu các bạn cũng thích video này thì hãy ấn nút like nhé! Yo, thích quá, thích quá, thích quá đi! Thời gian thế là xong rồi, để tôi xem nào! Đổi thành màu vàng rồi này! Tuyệt quá! Wow, nhìn tóc, tớ chuyển sang màu vàng rồi này! Nhìn màu tóc của bạn giống màu tóc của tớ chưa này? Đáng yêu quá! Tẩy tóc tớ xong, nó chuyển sang màu vàng này á! Nhìn cậu khác hẳn á, công nhận là màu tóc rất quan trọng đó nha. Màu tóc rất là quan trọng đấy nha. Bây giờ, bôi thuốc nhuộm tóc. Bóp nó ra nào. Bây giờ bạn sẽ nhuộm cho mình màu tóc gì? Bí mật. Nhìn thì tôi đoán là màu hồng. Có thể sẽ thành màu hồng mà cũng có thể thành màu đỏ. Bôi thuốc xong rồi. Đợi 20 phút nhé. Trời lại thật là buồn chán. Nếu vậy thì bạn xem kênh Oh My Vicky đi. Nếu thế thì xem kênh Oh My Vicky nhé. Thế là xong rồi. Bây giờ mình sẽ chính thức khai trương nhé. Chào, bây giờ mình gội đầu cho bạn nhé. Xem kênh Oh My Vicky, nhóm cá đã thấy thời gian thật nhanh. Đúng rồi, nếu mà thấy chán thì mở kênh Oh My Vicky xem nhé. Bòi chụp tóc ra nào. Gội tóc nhé. Chụp lại tóc bằng khăn. Sấy khô tóc bằng máy sấy. Dùng lược chải tóc. Trang xong rồi. Đúng là màu hồng này. Wow, nhìn màu đẹp quá. Thế nào, cậu thích chứ? Mình rất ưng. Màu tóc màu hồng này. Nhưng mà phải cắt tóc mái nữa. Cái đó không hề khó. Cắt tóc mái nào. Cắt ngắn tầm này được không? Tôi biết rồi. Xong rồi. Tôi thích quá. Bạn thích là mình cũng vui rồi. Hay quá, hôm nay lại là một ngày vui. Nhuộm tóc cho bạn đại thành công.